Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Bây giờ là sáng thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2022. Chúc quý vị và các bạn một ngày thứ tư an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại các phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện gây cấn nóng bỏng nó đang xảy ra tại chiến trường Ukraine, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, cuối cùng thì chú Putin cũng đã mừng quýnh đích khi nghe điều kiện từ Ukraine. Nội dung thứ hai nó liên quan tới cái chuyện Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng, có thể nói là yêu cầu năn nỉ NATO đừng làm những cái điều này. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời các bạn theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, liền bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận bên dưới cái video để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất và hy vọng cái thông tin này sẽ giải đáp được rất là nhiều câu hỏi và thắc mắc mà các bạn làm rộ trên cộng đồng mạng đang hiểu sai về Tổng thống Zelensky. Đó là như thế này nè các bạn. À, truyền thông Nga đưa ra là Tổng thống Zelensky đã chịu rồi, chịu thua rồi, đầu hàng rồi, giao đất nước Ukraine cho chú Putin. Thật sự nó không phải như vậy đâu các bạn. Hiện tại bây giờ chú Putin đang thất bại nặng nề, thiệt hại trầm trọng và bị đánh văng gần như là ra khỏi hết cái lãnh thổ của Ukraine rồi. Bao nhiêu tàn quân đang dồn về phía cái biên giới Belarus để củng cố thực lực, coi còn sót lại bao nhiêu. Và bây giờ chú Putin mất sĩ diện trên thế giới. Chú Putin đang muốn gỡ gạt được cái điều gì thì gỡ gạt điểm nào thì gỡ gạt. Cho nên sau khi nghe những cái điều kiện của Ukraine thì chú Putin mừng quýnh đích, chấp nhận liền. Để làm gì? Để còn sĩ diện. Là nó như thế này, trước khi cái cuộc đàm phán ngày hôm qua diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ tư, thì cách đó 48 tiếng đồng hồ, chú Putin đã có tuyên bố một cái câu như thế này: tôi đem quân đi qua bên Ukraine không phải để lấy đất nước Ukraine, mà cũng không phải để lật đổ chính quyền ông Zelensky. Không có, tôi chỉ chú trọng vào cái chuyện Donbass mà thôi. Các bạn nhớ không? Nhớ không? Rõ ràng nha, đúng không? Rồi. À, trong 30 mấy ngày vừa qua tôi quánh là chủ yếu gì Donbass thôi. Bây giờ xong rồi, giờ tụi tôi rút quân ra, chạy, rút quân về, chạy. Đó là như vậy. Thật sự chú Putin nói để gỡ gạt lại cái danh dự mình thôi. Rồi, một chuyện nha. Rồi. Nhưng khi mà chú Putin khởi động cái cuộc xâm lăng thì chú Putin có nói rõ ra nè, đem quân vô để giải phóng người dân Ukraine dưới cái chính quyền của Tổng thống Zelensky, các bạn nhớ không? Đó, hai cái nó khác ngược nhau rồi. Rồi, thì vào ngày hôm qua, đây là cái kết quả của cuộc đàm phán này các bạn. Vào ngày hôm qua, cái cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ nó diễn ra, thì sau khi Tổng thống Zelensky thấy những cái điều kiện mà bên chú Putin đưa ra nó cũng hợp lý, nó cũng hợp lệ để đổi lại cái hòa bình cho người dân Ukraine và hòa bình cho đất nước Ukraine, cho nên Tổng thống Zelensky thấy ok, cái điều này nó cũng có thể là mình có thể negotiate, tức là có thể chấp nhận được. Cho nên Tổng thống Zelensky đã đưa ra những cái điều kiện cho phía bên ông Putin. Và sau khi ông Putin nghe được thì mừng quýnh đích, chấp nhận liền. Vậy thì những cái điều kiện đó là gì? Sau đây mời các bạn nghe nhé. Thứ nhất là Nga sẽ không phản đối việc Ukraine gia nhập khối EU, tức là khối châu Âu đó các bạn nha. Nga ok để Ukraine gia nhập khối EU. Rồi, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là Ukraine sẽ không có dùng quân sự để lấy lại Crimea. Thì dĩ nhiên rồi các bạn, Crimea đã bị lọt vào tay chú Putin từ 2014 rồi, thì cũng hơi lâu rồi đó các bạn ha. Cho nên Tổng thống Zelensky nói ok, cái điều này cũng hợp lý hợp lệ thôi, rồi tôi cho ông luôn đó. Rồi nó nằm lại đấy. Rồi, và không dùng quân sự để mà lấy lại Donbass, tại vì Donbass cũng là do một cái nhóm phiến quân được sự ủng hộ của chú Putin là nổi dậy để mà muốn làm chủ cái chỗ này. Cho nên Tổng thống Zelensky đó, rồi xong luôn rồi đó hai cái đó rồi xong rồi, chấm hết rồi đó. Vậy ha, rồi Ukraine sẽ trình bày tất cả các quốc gia để bảo đảm bảo lãnh an toàn an ninh cho Ukraine, tức là Ukraine sẽ tự chọn rất là nhiều quốc gia là coi như một phe đó. Ok, nếu mà sau này chú Putin có chở gọng kìm hay là có coi như là
trở mặt á, thì nguyên cái nhóm này sẽ quánh chúng Putin đó, đó. Rồi các quốc gia này là phải bảo đảm an ninh cho Ukraine đó các bạn nha. Rồi cái những cái điều kiện này được trình bày thì cả hai bên đã có những cái tiến triển tích cực, tức là ok, bên Nga đồng ý với Ukraine những cái điều đó, bên Ukraine đồng ý với ông Putin những cái điều đó, cho nên chú Putin mừng quýnh ít. Bây giờ thì hai ngoại trưởng sẽ thảo luận những cái hiệp ước, để khi mà hai ngoại trưởng ký thì lúc đó hai tổng thống Putin và Zelensky sẽ gặp mặt nhau để mà ngừng chiến tranh, là như vậy. Đó là cái kết quả của cái cuộc đàm phán ngày hôm qua tại Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung kế tiếp, nó liên quan tới cái chuyện cuối cùng thì bên Nga cũng thấm đòn, chịu không nổi và đã lên tiếng là đừng dồn chúng tôi vào đường cùng các bạn ơi, đừng dồn chúng tôi vào chân tường các bạn ơi. Đó là những gì mà Nga đã nói với NATO vào ngày hôm qua. Mời các bạn nghe chi tiết nhé. Thì vào ngày hôm qua, người phát ngôn của chú Putin đã nói trên đài BBS như thế này, là hàng chục năm qua chúng tôi nói với Liên minh quân sự châu Âu phương Tây, gọi tắt là NATO, là đừng có mở rộng quân sự về phía đông, tức là giáp ranh với biên giới của tôi. Nó sẽ làm cho tụi tôi bất an, lo ngại. NATO càng bành trướng, càng lớn mạnh thì Nga sẽ cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên. À, hàng chục năm qua là Nga yêu cầu NATO đừng làm cái điều đó, nhưng rốt cuộc NATO vẫn làm. Và hiện tại bây giờ thì sao? Biên giới của Nga, vòng quanh biên giới của Nga là hầu như là các thành viên của khối NATO. Và Nga, chú Putin ăn không ngon, ngủ không yên gì cái điều này. Tại sợ, sợ là một ngày nào đó NATO sẽ nhảy vô bụp lấy đó. Cho nên bây giờ thì người phát ngôn viên của chú Putin ngày hôm qua đã nói trên cái cuộc phỏng vấn là please đừng có dồn chúng tôi vào đường cùng, đừng có mà thu thập thêm nhiều thành viên nữa, đừng có mà chiêu mộ thêm nhiều thành viên vòng quanh cái biên giới của nước Nga nữa. Làm như vậy thì sẽ cho nước Nga cảm thấy là bất an về an ninh và thấy coi như bị coi như bao vây đó các bạn. Đại khái là như vậy. Và bên cạnh đó thì ông này cũng chia sẻ là hiện tại bây giờ các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào kinh tế của nước Nga đã làm cho nền kinh tế của nước Nga bị sụp đổ hoàn toàn. Và bây giờ thì rất là nhiều tài phiệt của Nga cũng không có kinh doanh hay là hoạt động gì được nữa. Nôm na là bây giờ cái đồng rốt của Nga nó không có còn giá trị gì nữa các bạn ơi. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ tư, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin nóng nhất mới nhất liên quan tới tình hình của nước Mỹ, cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện gây cấn nóng bỏng đã đang xảy ra tại chiến trường Ukraine. Thì tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, liền bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Bên cạnh đó, Tony xin thông báo Tony có cái channel thứ hai tên là Tony Lê Houston. Chút xíu nữa Tony sẽ để cái đường link của channel thứ hai bên dưới cái phần bình luận, cô chú bác click vào đó sẽ dẫn đến channel thứ hai, xem về cuộc sống người Việt ở Mỹ, thức ăn, phong cảnh, xem cho vui, xem giải trí. Nếu thấy hay, thấy hữu ích thì cũng đừng quên bấm luôn cái nút đăng ký và bấm luôn cái chuông kế bên để nhận được những cái video mới nhất trong channel thứ hai của Tony Lê nhé. Have a good day. Bye bye.